Diễu cực cầu thủ Nhật Bản, trung vệ Đức trả giá đắt. Trung vệ Rudiger chạy kiểu bước cao để châm chọc Takuma Asano, nhưng cuối cùng chính tiền đạo Nhật Bản ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trước Đức ở World Cup 2022. Phút 64 khi Đức dẫn 1-0, Nhật Bản chuyền bóng dọc biên phải cho Takuma Asano đua tốc độ với Rudiger. Do không có lợi thế xuất phát, tiền đạo Nhật Bản để Rudiger vọt lên trước. Trung vệ Real Madrid còn có hành động khiêu khích đối thủ bằng kiểu chạy bước cao chân, chờ bóng đi hết biên ngang, còn Asano không phản ứng gì. Hành động giữa cực của Rudiger ngay lập tức bị chỉ trích trên truyền thông. Cựu tiền vệ Đức Hermann nói trên đài Sky, đó là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp và kiêu ngạo của Đức. Cậu ấy đã không tôn trọng Asano vì cầu thủ này không đổi kịp bóng. Rudiger đã cười sau pha bóng đó, nhưng sau trận này, chỉ Nhật Bản mới có thể mỉm cười.